Vâng, em không xin chào tổng thể tất cả các bác đã quay lại kênh của Thành Phố Hồng nhé. Thì tiếp tục video thì bên em lại tiếp tục với những dòng đẩy Mỹ nữa nha bác nha. Giờ về những dòng đẩy Mỹ thì em giới thiệu cho tất cả các bác. Thì như thông báo vừa rồi thì bên em có về là con quý CMX2000A, dòng chi xanh cực kỳ là đẹp. Con này em về trong tình trạng là mới như là sung sướng luôn các bác, quá đẹp luôn. Vâng, và đã lại mặt trước của nó, em đi vào nhanh phần nội thất và cũng như là phần chi tiết bên trong nhiều quá nha. Đấy, còn cực kỳ là đẹp luôn và rất là mới các bác nhìn độ mướt của nó này. Đấy, cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn nha bác nha. Đó, con này thì sở hữu size là size 2.5 nha bác, 2.5. Hôm trước bác nào dặn em dòng QC2000A thì các bác hôm nay có hàng thì các bác liên hệ lại giúp của Hồng nha. Đấy, tại nhiều cũng nhiều khách dạy những dòng QC như thế này, những cái con 1.500, 1.600 gì đó hoặc là 2.000, 4.000, 4.000 thì rất thật sự là mấy con 4.000, 3.000 nó rất là hiếm. Nó mấy con khủng này thì nó rất ít về. Đấy, chủ yếu là những dòng 2.000, 1.500 thì nó thường xuyên về thôi. Quá đẹp luôn các bác. Đấy, nắp lưng nữa đây, cực kỳ là đẹp nha. Rồi, tháo nắp ra để các bác xem. Đấy, tuyệt vời luôn nha bác nha. Phía bên trước nó thì tất cả còn cực kỳ đẹp. Đây là công tắc nguồn nha bác, công tắc nguồn, hai volume tinh chính cho hai kênh. À, đèn tín hiệu dòng chi xanh cực kỳ là nổi bật luôn. À, bên hông này đẹp từng chi tiết nha. À, rồi ok, thì đến phần ruột ga. Ruột ga thì tất cả bác sẽ thấy được là hai tay phô cung cấp nguồn riêng biệt cho hai vế. À, và nó sử dụng là hai vế mạch công suất hai ví, một vi trên và một vi dưới nha. Vi trên nó thì chạy là 16 con, vi dưới là 16 con nữa là 32 con nha bác, 32 con cả lớn và nhỏ, và trên là 8 tụ, dưới 8 tụ là dưới 8 tụ là 16 tụ, mỗi tụ là 12.000 mi nha bác, mỗi tụ là 12.000 mi. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Tất cả các những các linh kiện và những cái da nhựa thì còn cực kỳ là đẹp nhé. Da bìa nó tránh tinh này, đấy, có nhìn nó tránh tinh như thế này. Cầu trì sứ nha, cầu trì sứ nguyên bản này. Đó, quá đẹp luôn nha bác nha. Quạt gió đây, quạt nhôm sexy còn tránh tinh luôn. À, cực kỳ là đẹp và mới. Tăng phô này, các bác nhìn tăng phô nó rất là mới này. Con này quá đẹp luôn rồi bác. À, và đây là đằng sau. Đằng sau nó thì gồm có quạt gió được tín hiệu vào là hai cổng 6 ly. Đấy, USC, máy in USA này. Công suất là 650W trên một kênh, điện là 220 đến 240 nguồn điện nha bác nha. Chạy điện là 230, trạm lo còn mới tinh nha bác, trạm lo còn rất là mới luôn nha. Trạm lo là trạm bắp chú mà chim thông dụng. À, còn đây là dây nguồn đó. Dây nguồn đó thì những hàng này ở bên nước ngoài họ lắp vào tú ấy mà, họ lắp vào tú nên là cái dây nguồn họ cắt nó ngắn đi cho nó đỡ vướng, nên là dây nguồn nó cũng bị cắt và đấu cái này nha. À, từ cái này là cũng từ bên đó về luôn. À, rồi ok các bác, hàng quá là đẹp, cực kỳ là chất lượng. Vâng, và với công suất con QC2000A này thì nó sẽ đánh vào những cặp lo full 40 là vô tư luôn. À, đặc biệt các bác mà ghép vào những đôi lo triple thì rất là hay, vì ưu điểm của dòng QC và dòng triple là nó dây bát nó mạnh, dây bát nó mạnh và sâu. À, và trong khi đó là cái đôi lo
những cái dòng lo RBL thì bát nó hơi bị khô, nó cứng, nên là nó sẽ bù đắp vào cái lo, nghe bộ dàn chúng ta nghe nó sẽ hay hơn. Còn các bác mà chơi những cái cặp lo như Sevin Vega hay là những đôi lo EV B-Way thì bảo đảm với tất cả các bác nghe tiếng bass thì các bác phải gọi là phê luôn. Đấy, phê luôn nha bác nha. Đặc biệt là dòng WC này đánh cực kỳ là hay. Về dòng này thì chúng ta chỉ cần nhích volume tí thôi là nó đánh canh khá là canh, độ nhạy nó cực kỳ là cao về cái chiếc áp volume này. Đấy, nhiều con nhiều hãng chiếc áp nó thì nó vặn lên tới mức 10 đến 12 giờ cho đến 1 giờ nó mới áp phê. Đấy, còn riêng cái những dòng WC như thế này á, hoặc là những dòng bốt á hay là cover á, chúng ta chỉ cần nhích lên nhẹ một tí thôi là nó đã đánh cực kỳ là canh. Đó. Các bác thích sản phẩm WC Mỹ 2000A thì alo em. Các bác nào hôm trước mà mua hụt hai con trước thì các bác liên hệ lại cho em nha. Các bác đặt hàng thì liên hệ lại. Con này thì hiện tại đang có giá là 14.500.000 nha bác nha. 14.500.000 giá bên em bao ship và tặng kèm theo cực cao bác là một bộ dây canon. Rồi thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau. Bác nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh nha, đăng ký để theo dõi những sản phẩm mới nhất mà bên Quốc Hùng về. Các bác nhìn này, đói về là ngồi là ngập nhà luôn nha, rất là nhiều luôn và chưa có thời gian để quay hết cho tất cả bác được, cực kỳ là nhiều, còn ở dưới kho nữa. Nói chung là đói bên em thì những dòng đói nhập Mỹ thì không bao giờ thiếu nha bác nha. Chủ yếu là các bác thích những dòng đói như thế nào thì những cái hãng, những thương hiệu nào thì alo. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.